Phẫu thuật nội soi cắt kén khí phổi là một trong những kỹ thuật cao, chuyên sâu, chỉ được thực hiện ở các bệnh viện có trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn cao ở tuyến trung ương. Tuy nhiên, với sự chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Phổi Trung ương đã cử chuyên gia đầu ngành về hỗ trợ theo hình thức cầm tay chỉ việc. Như vậy đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân nam này có tiền sử hai lần phẫu thuật tràn khí màng phổi. Tuy nhiên do hút thuốc lá nhiều năm nên bệnh đã tái phát. Qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy bệnh nhân có kén khí ở phổi nên chỉ định phẫu thuật cắt bỏ. Nhận định đây là ca bệnh khó, phức tạp, bệnh nhân lại có thể trạng gầy, yếu. Nếu không xử trí kịp thời, kén khí có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng, thậm chí làm suy hô hấp. Trước đây với các ca bệnh này đều phải chuyển lên tuyến trên, nhưng nhờ gói chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ đồng ngành của Bệnh viện Phổi Trung ương đã về trực tiếp hỗ trợ mổ nội soi một lỗ tiên tiến nhất hiện nay theo phương thức cầm tay chỉ việc ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Triển khai phẫu thuật nội soi một lỗ là một cái phẫu thuật mà ít xâm lấn. Cái thứ hai nữa là cái gây mê mà có giảm đau ngoài màng cứng. Nói chung là tất cả những cái can thiệp vào người bệnh đều nên áp dụng những cái quy trình tiên tiến và là những cái quy trình xâm lấn tối thiểu. Cái mổ như này thì đây là cái ca đầu tiên mà bọn mình hỗ trợ Bệnh viện Ninh Bình. Mình sử dụng cái stapler, nó là một cái phương tiện cắt và khâu tự động. Và cái stapler này nó là một cái phương tiện thay thế hoàn hảo cho cái việc mà mình cắt khâu bằng tay. Để ca mổ diễn ra thành công, bên cạnh hỗ trợ về con người, bộ dụng cụ của Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã chuẩn bị các trang thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ ca mổ. Ngoài ra, gây mê hồi sức chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định để cuộc mổ diễn ra thuận lợi. Khác với các phẫu thuật khác thì phẫu thuật lồng ngực là can thiệp trực tiếp vào cái cơ quan chức năng duy trì sự sống của cơ thể, đấy là cơ quan hô hấp. Chính vì vậy nên là phẫu thuật lồng ngực đòi hỏi cái yếu tố gây mê là rất quan trọng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đã cử nhiều kíp lên bệnh viện tuyến trung ương để học gây mê trong phẫu thuật lồng ngực. Và hiện tại chúng tôi hiện nay thì cũng đã đảm bảo về chuyên môn trong vấn đề gây mê trong phẫu thuật lồng ngực, đảm bảo luôn đi trước và đón đầu sự phát triển của ngoại khoa. Phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ để cắt kén khí ở phổi là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn với độ chính xác cao nhất hiện nay. Với nhiều ưu điểm vượt trội, đó là rút ngắn thời gian ca phẫu thuật, ít đau đớn, giảm nguy cơ tai biến trong và sau mổ như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, viêm phổi, xẹp phổi, suy giảm chức năng hô hấp. Vết mổ nhỏ nên tính thẩm mỹ cao, nhờ vậy bệnh nhân hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện. Tuy nhiên, để thực hiện được kỹ thuật này, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm. Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử ekip bác sĩ đi học tập để sớm triển khai kỹ thuật này đã mở ra bước tiến mới trong phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và bước phát triển lớn mạnh của ngành y tế Ninh Bình nói chung. Cái thực hành cầm tay chỉ việc thì cũng là một rất là ưu điểm trong cái quá trình đào tạo. Các bác sĩ được trực tiếp tham gia cuộc mổ, được các thầy hướng dẫn trong ca mổ. Thì dẫn đến những cái hiệu quả trong cái quá trình học tập và chuyển giao thì đạt được kết quả cao. Cùng với sự cố gắng của bệnh viện và của từng các cái ekip phẫu thuật, ekip gây mê thì chúng tôi cũng tin tưởng trong cái thời gian sớm nhất cũng sẽ có thể triển khai được. Dự kiến thì có thể là trong vòng khoảng 1 năm nữa. Việc thực hiện thành công kỹ thuật cắt kén khí ở phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Phổi Trung ương đã mở ra cơ hội giúp người dân được hưởng dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tỷ lệ chuyển tuyến.